Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của Clickbuy. Nếu như anh em đã có theo dõi một cái video mình làm về con iPhone 13 Pro lần trước thì cũng đã biết là mình đã chọn iPhone 13 Pro làm con máy chính để sử dụng. Thì mình thấy một số bạn có hỏi mình là iPhone 13 Pro dùng nó có ok hay là không? Nó có kém gì so với iPhone 13 Pro Max hay là không? Và tại sao mình lại không lên hãng iPhone 13 Pro Max mà lại lựa chọn con iPhone 13 Pro này? Vấn đề đó thì mình sẽ giải thích ngay trong video này nhá. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm iPhone 13 Pro hoặc là tất cả những sản phẩm tới từ nhà Apple khác tại Clickbuy. Link thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả video này cho các bạn dễ dàng tham khảo nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói tới mức giá của hai con máy trước, bởi vì rõ ràng iPhone 13 Pro Max nó sẽ đắt hơn là con iPhone 13 Pro. Nhưng đây không phải là lý do chính, bởi vì rõ ràng khi mà các bạn đã bỏ ra số tiền khoảng hơn 20 triệu mua một con máy rồi ấy, thì ráng thêm tầm 3-4 triệu nữa thì cũng không phải là vấn đề, đúng không nào? Cái vấn đề chính mà mình không hề thích con iPhone 13 Pro Max đó chính là về kích thước nó quá lớn, nó quá nặng các bạn ạ. Mà lại thêm một cái viền vuông nữa như thế này thì cái cảm giác cầm nắm sẽ không hề dễ chịu đâu. Lúc trước mình cũng có mượn con iPhone 13 Pro Max này vài tuần để trải nghiệm và sử dụng thêm như thế nào, thì mình đã bỏ ngay cái định lựa chọn nó mà mình đã lựa chọn con iPhone 13 Pro. Kích thước nó sẽ vừa vặn hơn này, và khi các bạn dùng những con máy như thế này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ mang ốp thôi, đúng nào? Nên dù các bạn có mang một cái ốp dày như thế này thì cái cảm giác cầm nắm sử dụng nó vẫn sẽ hoàn toàn là thoải mái, cầm một tay thao tác vẫn hoàn toàn là bình thường. Còn với iPhone 13 Pro Max, khi mà các bạn cầm một tay thì rất là khó, và khi mà cầm thì cái ngón út của các bạn sẽ phải chịu lực khá là nhiều. Cầm tầm 50 phút gì đấy thôi đã rất là mỏi rồi. Còn iPhone 13 Pro thì ok, không có vấn đề gì. Tiếp theo về trải nghiệm pin thì phải công nhận là con iPhone 13 Pro Max nó trâu thực sự luôn các bạn ạ. Dù cho mình xài 4G này, rồi có chơi game đi chăng nữa thì vẫn đủ sức dùng cho tới khuya. Khi mà mình đi ngủ thì pin nó vẫn sẽ còn từ 10 cho tới 20%. Nhiều hôm mình không chơi game thì tới cái lúc mình đi ngủ khoảng tầm 11, 12 giờ thì pin nó vẫn sẽ còn dư khoảng tầm 30%, rất là thoải mái. Còn iPhone 13 Pro mặc dù là nó sẽ không quá trâu giống như là iPhone 13 Pro Max, nhưng mà với cái nhu cầu sử dụng của mình thì nó vẫn sẽ đủ để sử dụng trong một ngày với các nhu cầu cơ bản và không chơi game nhá. Có mấy hôm buổi trưa mình có làm vài trận tốc chiến tầm hơn một tiếng gì đấy thì mình vẫn phải sạc nhồi thêm một chút thì mới có thể là sử dụng tới khuya được. Nên với bạn nào không sử dụng quá nhiều thì pin trên iPhone 13 Pro vẫn rất là ngon lành. Và như những năm trước thì những con máy dòng Pro như thế này, kiểu như là iPhone 11 Pro hoặc là iPhone 12 Pro, nó sẽ bị cắt giảm đi khá là nhiều về phần camera hoặc là một vài thứ khác so với dòng Pro Max. Nhưng mà năm nay mọi thông số của iPhone 13 Pro Max thì iPhone 13 Pro đều có. Ví dụ như là chúng ta vẫn sẽ có màn hình tần số quét cao 120Hz, trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì cực kỳ là mượt mà rồi. Camera thì cũng đều có thông số giống như nhau, kích thước cảm biến lớn này. Vẫn có camera tele hỗ trợ zoom quang 3x cho chất lượng cực kỳ là tốt. Vẫn có chống rung sensorship và vẫn được trang bị tính năng quay phim cinematic. Rồi tiếp theo là về phần hiệu năng, thì đối với con chip Apple A15 trên iPhone 13 Pro, nó vẫn sẽ có đầy đủ 5 nhân đồ họa giống như là iPhone 13 Pro Max, không bị cắt giảm xuống 4 nhân giống như là iPhone 13, cho nên là về mặt hiệu năng thì nó vẫn rất là ok, không hề thua kém gì so với iPhone 13 Pro Max. Và cái điểm mình chê nhẹ đó là về màn hình, nó chỉ có kích thước là 6,1 inch mà thôi, hơi bé một chút, nên trải nghiệm xem phim giải trí thì nó cũng sẽ không được sướng. Vậy nên bạn nào xem phim giải trí chơi game nhiều thì iPhone 13 Pro Max nó vẫn sẽ đã hơn rất là nhiều. Và một cái nữa mình khá là khó chịu, nó sẽ liên quan tới phần mềm, bởi vì là mình đã update lên phiên bản iOS 16 Beta 5. Thì khi mà mình update lên phiên bản này ấy, thì mình chỉ cần sử dụng ngoài trời khoảng tầm 5 cho tới 10 phút gì đấy thôi. Mặc dù trời khá là mát mẻ và không quá nắng, nhưng tình trạng giảm sóng màn hình rất là thường xuyên xảy ra các bạn ạ. Mặc dù mình chỉ xem YouTube hoặc là nhắn tin trên Messenger, không hề chơi game thì nó cũng đã gặp ngay cái tình trạng này rồi. Rồi, ngoài mấy thứ đó ra thì ok, mọi thứ trải nghiệm đều tốt, không có điểm gì để chê trên con iPhone 13 Pro này. Nói chung thì việc lựa chọn iPhone 13 Pro hoặc là iPhone 13 Pro Max cũng tùy nhu cầu mỗi người thôi. Bạn nào giải trí nhiều, cần pin trâu, không ngại to thì iPhone 13 Pro Max. Còn với nhu cầu của mình thì iPhone 13 Pro vẫn là chân ái. Còn các bạn thấy sao? Các bạn sẽ lựa chọn con máy nào? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!